Thanh Thảo xin gửi chào tới người đến quý vị khán giả đang xem chương trình Netflix TV. Chào mừng quý vị đến với buổi tọa đàm giữa Thanh Thảo và chị Phước Thảo. Thưa quý vị, chị Phước Thảo đại diện cho văn phòng Dental Implant of San Jose, tọa lạc tại Việt Nam Town. Thưa quý vị, đây là một văn phòng mới toanh, hiện đại và với một đội ngũ bác sĩ rất uy tín. Chính vì vậy mà Netflix TV đã hân hạnh mời chị Phước Thảo đến với phòng thu để giới thiệu cho quý vị về dịch vụ tại đây. Thanh Thảo xin chào đến chị. Hôm nay xin chị kính chào em và khán thính giả của Netflix. Thưa chị, được biết là văn phòng của mình là một văn phòng mới và được trang bị rất là tối tân. Đây là một trong những yếu tố mà những người muốn làm implant chọn. Nếu Thanh Thảo muốn làm implant, ta có thể chọn những văn phòng thật là tối tân, vì đây là những dịch vụ mà mình gọi là đắt tiền hả chị ha? Dạ đúng rồi. Thưa chị, xin cho chị biết là giới thiệu về văn phòng của mình. Dạ, đây là một văn phòng tọa lạc tại 909 ở trên Cơm Tấm Thiên Hương đó. Rất là dễ nhớ, mình không thể nào mình quên được. Là đây là một văn phòng chuyên về cosmetic và implant Thảo. Nên mình là một RDA và mình là một patient consultant và một office manager để mà đại diện cho văn phòng, để mà nói về tất cả những cái gọi là kinh nghiệm và những cái information cho quý khán giả của mình, nhất là cộng đồng Việt Nam của mình. Và thật sự ra cái trung tâm này đó Thảo là chuyên về một những cái big case mà người Việt của mình phải proud of. Là tại vì một đội ngũ từ A đến Z, khi mà Thảo đến đây, tất cả bệnh nhân đến đây là từ bắt đầu vô nói chuyện, mình phải tiếp xúc với họ và tất cả from start to finish Thảo. Nên và ở đây sẽ có rất là nhiều máy móc mới cáo cạnh, là mình phải scan. Ngày xưa là mình lấy dấu đúng không? Thì bây giờ mình scan Thảo ơi, bây giờ tất cả đều là 3D hết, đều là những cái vật dụng mà gọi là rất là tối tân. Mình sẽ scan rồi mình send cho lab, rồi lab họ sẽ tự động làm. Thảo ơi, it's from years, mình cũng đã làm cho bác sĩ gần ba mấy năm đó, thì thấy từ cái lúc mà sơ khởi đến bây giờ it's amazing, amazing, rất là gọi là hiện đại đó. Nên mình rất là vui và rất là hân hạnh được đại diện cho văn phòng. Thưa quý vị khán giả, khi mà nói tới việc mà làm răng thì ấn tượng của chúng ta đều ở một cảm giác là sợ. Thưa quý vị, làm nó đau nè, rồi những cái tiểu tiết như mà những cái công nghệ cũ, quý vị phải nói rằng là mình rất là ngán. Nhưng với công nghệ mới và đặc biệt ở văn phòng Dental Implant of San Jose, Thanh Thảo xin nhắc lại là nó nằm trong khu Việt Nam Thao, địa chỉ là 909 phòng 299 trên lầu của Cơm Tấm Thiên Hương, quý vị. Không ai quên nữa. Dạ đúng rồi. Nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm những dịch vụ tới đây thì quý vị cứ gọi vào số điện thoại là 408-888-2969. Thưa chị, xin chị cho quý khán giả cũng như anh Thảo biết ở văn phòng mình có những dịch vụ gì mà phục vụ quý đồng hương thưa chị? Rồi, thì mình rất là hân hạnh để mà nói rõ ra văn phòng làm gì. Thì đây là một văn phòng gồm đội ngũ của vài nha sĩ, và mình làm là về cosmetic. Là quý vị cũng biết là về thẩm mỹ. Là mình tất cả những cái hàm răng mà khi mà mình cười mình không có được vui vẻ, chính bản thân mình cũng ngày xưa cũng vậy. Trời ơi Thảo ơi, thật sự nha, thật sự it's worth every dollars mình bỏ ra để mà sau này mình enjoy, mình thấy mình rất là vui khi mình có một nụ cười đẹp nha. Và Thảo thấy rằng tiền mình bỏ ra cũng khá cao, nhưng mà cảm thấy rằng it's worth it, là mình xứng đáng với đồng tiền của mình. Mình vừa enjoy, mình cảm thấy mình đẹp, mình feel comfortable Thảo, that's worth it. Okay. Yeah. Còn về implant đó Thảo, là thật sự ra chính bản thân của gia đình của mình đó, là mẹ của Thảo đó, là bà không ăn được. Có denture, rồi cứ nhổ đi, rồi càng ngày bà lại càng yếu. Tụi mình cảm thấy trời ơi, mẹ mình đẻ mình ra, sinh mình ra, thấy bà ăn như vậy mình không chịu nổi, thì mình đã làm cái dịch vụ nó gọi là all on four. Thì maybe bệnh nhân nào có nghe được chữ all on four hay là toàn hàm, đây là một trung tâm quý vị nên tìm, gọi là tham khảo, gọi là second opinion nha. Tại vì có những chỗ khi mà mình bị nó gọi là bone loss đó Thảo, thì sẽ giới thiệu từ general, giới thiệu qua specialist. Thì specialist thì mình biết rồi, specialist là họ chỉ làm implant thôi. Thì cũng hơi mắc tiền, tại vì cũng double. Thì tới đây, quý vị tới đây là một one stop rồi,
là tới đây là doctor sẽ nhổ răng bone graft cho quý vị. Là sao? Mình phải cấy xương vô, Thảo. Khi mà cấy xương phải cấy cho đúng. Thật sự quý vị cũng nghĩ là hàm trên của mình cấy không dễ, không phải dễ đâu. Tại vì cosmetic, mình phải biết cái implant mình đi bằng cái hướng nào. Tụi này có CT scan, tụi này không chụp hình bằng phim phôi thường mà là CT, Thảo. Đó. Thành ra mình trở lại cái vụ của mẹ mình. Thì ơi Thảo ơi, ăn mấy bà cứ lấy cái denture ra rồi ăn rồi nuốt trọng, tội lắm. Thì khi mình cảm thấy cha mẹ của mình như vậy, thật sự Thảo ơi, thật sự mình nói thiệt, người Việt của mình cha mẹ nào cũng thương con hết. Cái gì cũng nói thôi, kệ nó thôi, tôi không cần ăn, tôi không cần để cho con, cho con. Nhưng mà khi người con cảm thấy, mẹ ơi, như hồi sáng hôm nay tụi này có một cái cô đó không ăn được, mẹ ơi, 10 năm trước mẹ cũng đã nói mẹ không ăn được rồi, thì bây giờ cứ việc làm đi. Thì bà mới nói là thôi còn bao nhiêu năm nữa, nói chết một năm cũng phải ăn cho nó đàng hoàng. Đúng không em? Lấy ra rồi, trời ơi, tội lắm. Mà khi mẹ mình đã làm on for xong, oh, I look at her, she enjoy food. Làm cho mình cảm thấy rất là vui, vui lắm luôn. Nên mọi người hãy suy nghĩ lại là life too short. Mình cũng hiểu được cái thời giờ này. Life too short là cái thời gian mình ở ngắn lắm. Nên mình phải tận dụng cho cái ăn. Tại mấy bà ăn rồi bà mới enjoy được, phải không? Có nghĩa là trở lại với văn phòng của mình, dịch vụ chính là mình làm implant. Và nếu như mà quý vị đã từng đi làm implant, có thể quý vị làm ở một số các nha sĩ khác, thì khi mà cái răng của mình bị mất xương á, thì có thể ở văn phòng đó không thể handle được, phải gửi đi đến một cái văn phòng đặc biệt hơn. Thì ở văn phòng của mình là cái văn phòng đặc biệt đó. Đúng rồi. Nếu mà thay mình phải đi lòng vòng thì mình đến thẳng văn phòng của mình. Thanh Thảo vẫn tin, khi mà Thanh Thảo có con gái, thưa quý vị, thì khi mà cháu đi niềng răng á, thì Thanh Thảo tham khảo vài nơi. Thì khi mà tìm được tới một cái nơi mà cháu chỉ cần đứng vô và khi scan 3D xong rồi nhẹ nhàng, thì cái cảm giác mà mình cũng thấy nhẹ lòng, mà cháu khi đi làm răng cũng thấy nhẹ lòng. Đây là Thảo mang cái cảm giác này vô cái văn phòng mà có cái sự trang bị máy móc tối tân hiện đại. Thanh Thảo đã từng làm việc với văn phòng Dental Implant of San Jose. Xin Thanh Thảo xin lỗi, trước đây là một văn phòng mà chỉ có nhiều văn phòng, và anh Thảo đã làm việc với chị rồi, thì cảm thấy rất là uy tín, thưa quý vị. Nếu mà quý vị có bất kỳ một thắc mắc nào, gọi về văn phòng 408-888-2969. Bây giờ mình còn vài phút, giờ Thanh Thảo rất là muốn chị Phước Thảo chia sẻ những kinh nghiệm khi mà chị làm nhiều năm với cái lĩnh vực này. Thì khi mà những bệnh nhân gặp trường hợp cần điều trị thì đã mắc những cái sai lầm gì, thưa chị? Một cái tâm tư của mình, thật sự ra mình đã đi làm với tất cả những cái office, mình đã làm manager và consultant cho rất nhiều bệnh nhân. Thì hiện giờ mình thấy đó là trong cái phong trào của media, Facebook chẳng hạn, thì có những cái dịch vụ bên Việt Nam, mình không có nói ai hết, ai cũng là một cái phương tiện để mình làm hết. Nhưng mà tại vì chính mình thấy có kinh nghiệm rồi, thì mình muốn san sẻ cho bệnh nhân. Thì khi mà mình làm, tại cái giá thành, mình có nói cái câu là giá thành rẻ hơn, rất là rẻ. Nhưng mà khi quý vị bị problem từ bên Việt Nam qua trở lại Mỹ, tại vì implant nó, Thảo, không phải là mình nhổ xong mình trọng cái implant vô là no, that no, không phải vậy. Rồi những cái cosmetic qua đây, quý vị bị problem bên đây không ai dám chữa hết. Rồi mình lại start over again. Nên quý vị nào hãy cố gắng, mình có second opinion, có đáng hay không, có đáng về Việt Nam để save một chút tiền. Tại vì tụi này đã thấy rồi, chứ không phải là không thấy. Và quý vị đã bị problem qua đây, bị infection, anything, thật sự sorry, dentist ở bên đây không ai dám đụng tới quý vị hết, tại vì responsibility. Nên chị cảm thấy rằng, please, if anything, we have second opinion, là mình tham khảo. Tới đây, ở đây sẽ tham khảo và chỉ dẫn cho quý vị tận tình nên làm gì và làm gì. Đó là một cái nguyện vọng của mình.
Một câu hỏi rất vậy. Nhanh thôi chị. Khi mà khách tới tham khảo mình có trả tiền không? Dạ thưa không. Không dạ đó. Rồi hôm nay là mình là muốn hỏi là mình có sắp sửa grand opening rồi. Dạ grand opening mình có cấp promotion gì không chị Tám? Có chứ. Yeah. Mình sẽ có rất là promotion là 25% off cho tất cả dịch vụ. Yeah. Thì mình đang chờ rất là limited patient để mà khai trương. Dạ, thì mình rất là đang chờ những quý vị cứ việc gọi vào. Và mỗi tháng ở đây sẽ có một cái gọi là dinner get together để mà information với lại khách hàng, quý vị muốn hỏi câu hỏi như thế nào, how to do a payment, tụi này có payment plan nữa nên rất là phải chăng. Và xin không có gì gọi là nothing to be lose, đúng không, thì tới đây để mà mình tham khảo. Cảm ơn những chia sẻ của chị Phương Thảo. Còn gì nữa thưa quý vị? Những chia sẻ của chị Thảo có một chút này Thảo nói nè thưa quý vị. Thực sự mà nói, khi mà mình về Việt Nam để mình làm một cái hàm răng implant á, khi mà mình trở sang đây mà nó bị problem á, mà quý vị mang đến cho nha sĩ đã không dám làm. Đúng mà rồi. Nếu mà nha sĩ nào cũng mà dám làm cho mình á, thì cái số tiền nó chả còn nặng hơn. Đúng là rồi. Quý vị tiền từ đầu là mình làm tiền mất tật mang. Đã thì, thấy rồi, dạ, thấy dạ. rồi. Mà đây là một văn phòng mới, hiện đại, Thanh Thảo tin tưởng những bác sĩ ở đây. Và một điều nữa, ở đây có những cái dịch vụ mà có thể giúp chúng ta dễ dàng, nhẹ nhàng hơn trong vấn đề payment. Và đặc biệt thưa quý vị, tham khảo miễn phí promotion 25% cho thời gian đầu khai trương. Đây là một trung tâm mà Thanh Thảo nghĩ quý vị nên gọi vào 408-888-2969. Thanh Thảo rất cảm ơn chị Phước Thảo đã đến ngày hôm nay và chia sẻ những thông tin rất hữu ích cho đồng hương của mình. Chị cảm ơn em rất là nhiều. Và xin chào quý khán thính giả Vietnet, và sẽ gặp lại quý vị trên phone hoặc là face to face nha. Rồi, cảm ơn quý vị nhiều.